Hello, hello các bạn. Thì sau một thời gian nghỉ Tết, thì bây giờ mình trở lại bán bông trang nha các bạn. Đây là hai cây bông trang cẩm thạch. À, cái thùng này thì một cây. Để mình gỡ ra cho các bạn xem. Đây. Đây là một cây bông trang cẩm thạch gửi về quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Một cây bông trang cẩm thạch. Mình gửi cho cô Xuân. Còn thùng bên đây là hai cây bông trang cẩm thạch. Này các bạn xem. Hai cây bông trang cẩm thạch này thì đi về quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh, hai cây bông trang cẩm thạch. Qua Tết vô lá nảy chồi lộc non xanh. Rồi mình đóng thùng lại. Còn đây là 7 cây mình gửi về Bình Định. Bây giờ mình gửi đầu trên cho mấy bạn xem. Gửi về Bình Định. Cây mỹ hồng. Còn đây là hai cây mỹ hồng mình gửi cho khách ở quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Cây mỹ hồng bông nè các bạn. Rồi mình đóng thùng cây này lại. Tiếp theo thì cái này là Khánh Hòa, ở tỉnh Khánh Hòa. Hai cây bông trang lá trung màu vàng với màu đỏ, hai vàng hai đỏ là 4 cây về Khánh Hòa. Đây là các đơn hàng vào dịp Tết mà mình hẹn qua Tết mình đóng thùng đó các bạn. Tiếp theo bên đây là đơn hàng này là gì ở đâu đây? Đơn hàng này là về Bình Định. Đơn hàng này là một cây bông trang lá trung màu đỏ, màu vàng, màu trắng, màu hồng phấn, màu cam và một cây bông trang cẩm thạch. Là về Bình Định. Tiệm đồng hồ Bảy Khánh Bình Định. Đây mình còn cái thùng dưới cùng này. Cái thùng dưới cùng này là về cuối cùng này của mình là về Hải Dương. Về Hải Dương này là 4 cây trang lá nhỏ, một cái màu vàng, một cái màu hồng phấn, hai cái màu tím sen. Đó, đây là các đơn hàng của mình sau khi Tết, nghỉ Tết xong thì mình đóng tổng cộng là gồm các đơn hàng này, hai thùng nhỏ, một thùng lớn và 4 thùng bên đây.
Rồi, mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Thì cũng vừa nghỉ Tết xong. Và sau đợt Tết thì tất cả mọi người thì cũng có nắm thông tin về dịch cúm đấy. Cho nên đa số thì các bạn sẽ mua hàng online ủng hộ cho nhau để thuận tiện. Chứ bây giờ đi ra ngoài cũng bất tiện quá các bạn ơi. Thôi mình kết thúc video ở đây. Bye bye các bạn. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo của mình nha. Bye bye.